7. Đại tiêu nhiệt đại địa ngục Chúng sinh đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền tạo nhiều tội ác như sát sinh, trộm cướp, dâm dục, nói dối, uống rượu, ta hạnh, xâm phạm những người nghiêm trì giới cấm và những người tu hành chân chính tuân theo giới pháp của Đức Như Lai, phá tịnh giới người khác, làm cho họ thối thất hư hoại quá trình tu hành. Những kẻ ác đó vì không tin Phật Pháp nên tuyên bố rằng Đức Phật còn không phải là bậc nhất thiết trí, huống chi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, làm gì có hạnh thanh tịnh. Bố thí cho những người này không phải là có phước đức và có thể chứng quả nhất bàn. Những hạng phàm phu tăng này chẳng qua chỉ là những kẻ giả dối làm ra vẻ hòa hợp mà thôi vì thế nếu phá hại những tỳ kheo tỳ kheo ni kia cũng không có gì là tội lỗi những kẻ ác nhân đó nói những lời như vậy suy nghĩ như vậy phá hoại phạm hạnh của những người tu hành làm cho họ thối thức tăng hạnh làm cho họ phạm giới những kẻ ác nhân đó cả ba nghiệp thân khẩu ý đều gây những tội ác bất thiện do ba nghiệp tạo tội như thế sau khi chết đọa vào địa ngục đại tiêu nhiệt thứ bảy này tội nhân đọa vào địa ngục này thọ đại khổ não thân họ to lớn đến một do tuần rất mềm yếu năm căn đều hư hoại đối với các căn trần như sắc thanh hương vị xúc cũng có thể giết hại họ huống chi là các thứ khổ hình khác những tội nhân này trước khi chết ba ngày phải bị đau đớn khổ não hành hạ rồi mới chết những khổ não ấy như miệng không nói ra tiếng trong tâm thường sợ hãi thân thể yếu ớt bốn đại thay đổi về địa đại thì da thịt trở nên khô cứng, thân thể gắn gượng, gân, mạch, xương, tủy, chỗ nào cũng bị tắc nghẽn, khí huyết không thông, thân thể tứ chi đau nhức dữ dội như bị người đánh đập. Về thủy đại thì màu sắc trên thân tím tái, tất cả gân, mạch nổi lên chằng chịt như dây buộc cứng ngắc khô khao hơi thở ra vô cùng hôi thối như xác côn trùng chết. Cựu khiếu trong thân bị đóng bít. cổ học bị nghẹt cứng, lưỡi bị thuộc vào ít hầu, toàn thân lưu xuất những chất nước hôi thối bất tịnh, từng lỗ chân lông đau nhức dữ dội. Về hỏa đại cũng như vậy, tất cả gân mạch trong thân đều bị thiêu đốt, sắc da ửng đỏ như màu đồng đung, miệng khô rác nóng bỏng, lòng ngực nóng ràng. Về phong đại thì thân thể nhẹ hẳn. Vì bị sức gió làm thân khô khao, trọng lượng thân thể mất dần. Người sắp chết cảm thấy thân mình như bay lên hư không rồi bị trớt xuống đất. Toàn cơ thể đều khô, trong mạch máu, hơi gió vận chuyển không ngừng. Có thứ gió tên là tất ba la châm thứ gió này làm cho người sắp chết đau nhức dữ dội tưởng chừng như vô số mũi kim chích vào từng lỗ chân lông không còn sót một chỗ nào trên cơ thể chất tinh tủy đều bị khô thứ gió này có thể cứa cắt da thịt người sắp chết tác động vào từng khớp xương làm cho người bệnh tưởng như trăm nghìn lưỡi búa bổ vào Gió này làm cho toàn bộ các bộ phận bài tiết trên thân bị tắc nghẽn. Đường đại và tiểu tiện không thông, hơi thở không đều hòa, cổ họng bị ngãn lại, hai đồng tử trong mắt bị giãn ra. Tai nghe những âm thanh ghê kiếp, sống mũi siêu vẹo, không còn phân biệt được các thứ mùi. Lưỡi sơ cứng, không nếm được bất cứ vị nào. Nhân trung lẫm sâu xuống, hậu môn bị nóng rát khi chạm phải lửa và sưng phù tóc rụng bệnh nhân phải chịu sự thống khổ như thế suốt ba ngày ba đêm trước khi chết vì thế thân thể tứ đại hiện ra những hình tướng dữ tợn do những cơn đau đớn mà người bệnh không chịu nổi trong lúc sắp lâm chung những hình ảnh đời sau sẽ hiện ra họ thấy nhà cửa như những bức màn đen trong đó toàn lửa khói mịt mù thật khiếp đảm. Lại nghe âm thanh sư tử hổ lan gầm thét, khiến người sắp chết vô cùng hốt hoảng. Từ nơi bàn chân, luồng gió lạnh chạy từ chân lên tim, cổ, làm cho miệng người sắp chết khô cứng, mắt lõm sâu vào. Lúc đó họ thấy ngục tốt, tay cầm bản sắc, người sắp chết liền đưa tay sờ vào. Thân nhân đứng bên cạnh, nhìn cử chỉ đó, thấy người bệnh quờ quạng trên không trung, hơi thở họ lúc đó hoàn toàn ngưng bặt, khí lạnh xâm chiếm toàn thân và người bệnh chết hẳn. Khi vừa tắt hơi thì người tạo ác nghiệp kia tự thấy thân mình nhỏ lại như thân một đứa bé lên tám. Trong thời kỳ thọ mạng của nhân loại là 84.000 năm. Đây là tình trạng chỉ riêng người chết mới thấy thân nhân đứng gần đó đều không thể thấy, vì thân tứ đại lúc bấy giờ quá nhỏ, người đối diện không thấy được. Nó có thể xuyên qua núi tu di một cách dễ dàng. người chết lúc bấy giờ thấy trước mặt là một thành phố bằng sắt tối tăm, liền đi vào đó và bị lửa thiêu đốt, rồi bị ngục tốt dùng dây sắt trói tay chân lại. Lúc đó đồng loạt những âm thanh cảnh sắc mùi hôi, vị nếm, xúc chạm hiện ra thật kinh khiếp. Mắt tội nhân vừa trông thấy vô cùng sợ hãi và bị thiêu đốt. Tai nghe những tiếng động ghê trợn, mũi nghẹt thở vì mùi xú ế nồng nặc xông lên. Lưỡi phải nếm những vị độc hại, thân bị ác phong thổi đến cứa mạnh vào da thịt, dường như dao kiếm chém chặt tự nhiên bị ngục tốt trói cổ, xô vào ngục, chịu khổ não. Khi lọt vào ngục rồi, họ nhìn thấy bọn ngục tốt mặt mày hung dữ, cất tiếng gầm thét như sấm nổ. Tay chúng cầm dao bén, cặp mắt lõm sâu vào và sáng như hai ngọn đèn. Răng chúng bén nhọn như răng chó. Bàn tay dài, móng phút nhọn quơ lên quơ xuống thị uy cánh tay chúng dài lòng thòng thô kệch nội gân guốc chằng chịt phồng lên trông thật kiếp đảm vai chúng rất to bộ dạng thật hung tợn chúng kéo lôi tội nhân đi qua cả một khoảng đường dài sáu trăm tám mươi do tuần vượt qua bao nhiêu là đất liền biển cả thành ấp sau đó đi thêm ba trăm sáu mươi do tuần rồi thêm một đoạn mười do tuần nữa tội nhân sau đó bị nghiệp phong thổi đến cung điện của Diêm Vương. Họ bị vua Diêm Vương quở trách, sau đó bị đưa vào địa ngục đại tiêu nhiệt này. Khi vào trong ngục, tội nhân thấy khắp nơi toàn là lửa dữ, bề trọng địa ngục đến 5.000 cho tuần. Khi chưa đến ngục, còn cách khoảng 3.000 cho tuần, họ đã nghe những tiếng kêu gào thảm khốc của những tội nhân đang bị hành hình trong đó. Khi vào rồi thì họ bị lửa thiêu đốt trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Thành vách của địa ngục toàn bằng sắt, trong ngoài đều đỏ trực lửa. Tội nhân lại bị đưa vào trong một căn nhà sắt, trong đó cũng toàn là lửa cháy hực hở. Họ lại bị đưa lên từng lầu cũng bằng sắt đỏ trực lửa, Tiếp theo, họ bị nhốt vào hầm lửa bằng sắt thiêu đốt. Tội nhân kêu khóc vang dội. Hai bên bờ của hầm lửa là hai dãy núi lửa lớn. Ngục tốt dùng chĩa ba xỏ thân hình tội nhân vất lên những núi lửa đang cháy để thiêu đốt tiếp. Trong địa ngục này còn có nhiều bồn lửa và một con sông tên là Khả Úy Ba. Trong sông chứa toàn là nước đồng sôi những người nào phạm giới uống rượu thì phải uống nước đồng sôi trong sông này. Khi uống vào thì từ miệng lưỡi cho đến yết hầu, lục phủ ngũ tạng đều bị nung đốt tàn nát. Người nào trên thế gian nói dối, không nghiêm trì cấm giới, tự xưng mình là tỳ kheo tỳ kheo ni, ăn thức ăn của chúng tăng, ăn thức ăn của thí chủ. Sau khi chết đọa vào địa ngục này, bị ngục tốt dùng cày sắt cày lưỡi Tội nhân thấy bà con thân quyến ở trong sông tro cầu cứu, họ vội đến đó. Tức thì cũng bị chìm xuống sông, nước tro sôi nung nấu thân thể họ tan rã. Nếu ôm người trong địa ngục này thì thân hình họ tự nhiên phát ra lửa thiêu đốt thân thể tan nát. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước. Khi thọ hình chỗ này đã mãn, tội nhân chạy đến chỗ khác Xa xa họ trông thấy có ao nước mát Tưởng thật họ vội chạy đến nhào xuống tắm Nhưng hóa ra trong đó toàn là nước bạch lạp sôi và rắn độc Tội nhân bị rắn chui vào thân cắn rút Ăn hết nội tạng Họ chết rồi sống lại Tiếp tục thọ khổ hình như trước Trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm Bao giờ tội báo trong ngục này đã mãn thì lưu chuyển tiếp vào trong 16 địa ngục chi nhánh của đại địa ngục này, thọ khổ vô cùng vô tận. 7.1. Nhất thiết phương tiện nhiệt xứ địa ngục Tự nhiên đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền tạo ác nghiệp sát sinh, trộm cướp, dâm dục, uống trụ, vọng ngữ, tà hạnh, hủy phạm những ưu bà di giữ giới thanh tịnh, nam nữ thanh tịnh, do ác nghiệp đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này trong ngục toàn là lửa dữ thiêu đốt thân hình tội nhân tan nát họ chết rồi sống lại tiếp tục thọ hình như trước trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm khi thoát khỏi chỗ thọ hình này tội nhân chạy đến chỗ khác họ bị ngục tốt dùng dây sắt nóng trói cột dùng câu sắt đinh sắt móc vào thân đống đinh lên đầu máu tội nhân tuôn chảy lên láng, lại thêm bị thiêu đốt, tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ hình như trước, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi thoát khỏi địa ngục này, thì sinh vào loài ngạ quỷ, bị khổ đói khát ép ngặt, trải qua vô lượng trăm nghìn năm, lại bị các loài ngạ quỷ khác mạnh hơn giết ăn thịt. Khi thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, dù được làm người nhưng bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, thân mang nhiều thứ bệnh, thường nương tựa theo người khác, thân thường nóng bức, tâm cuồng loạn, lại bị quả báo chết yểu. Trong bốn trăm đời làm kẻ bất nam, đàn ông mất khả năng sinh lý. 7.2 Đại thân ác hậu khả úy xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền hủy phạm tình hạnh của Sajini. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân đọa vào địa ngục này, thân hình tội nhân trong ngục to lớn đến một do tuần rất mềm yếu. Họ bị ngục tốt dùng kèm sắt, nhổ lông, rứt thịt tận xương tủy. Quá đau đớn, tội nhân cất tiếng kêu la thảm thiết. Những tội nhân trong địa ngục khác nghe những tiếng kêu la đó, lập tức tim họ bị vỡ nát ra khi thọ những thống khổ trong địa ngục này đã mãn, tội nhân bị sinh vào loài ngạ quỷ vô lượng trăm nghìn đời. Hết quả báo trong loài ngạ quỷ thì sinh vào loài súc sinh trải qua trăm nghìn đời. Hết quả báo súc sinh, được làm người nhưng bị quả báo nghèo cùng hạ tiện, lại chết yểu, tâm thần cuồng loạn, lời nói không ai tin. Trong bốn ngàn đời làm thân bất nam, quả báo của những kẻ thạch nữ, phụ nữ mất khả năng sinh lý, cũng theo như lý ấy. 7.3 Hỏa kế xứ địa ngục Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền phạm tội hành dâm nơi phi đạo của phụ nữ. Do ác nghiệp đó, sau khi chết, bị đọa vào địa ngục này. Trong địa ngục có các thứ độc trùng tên là tơ kế, thân hình chúng giống như cây cung, răng bén nhọn, cắn mút thịt tội nhân để ăn. Tội nhân lại bị ngục tốt trói cột, đem để trên mặt đất bằng sắt, dùng móc sắt móc thân thể, lại đem loài kế trùng bỏ vào hậu môn của tội nhân. Tội nhân bị đau đớn chẳng khác nào bị lửa dữ thiêu đốt. Loại kế trùng sau khi chui vào hậu môn, chúng chui vào ruột, ăn hết nội tạng, sao lại ăn luôn cả thân thể bên ngoài của tội nhân? Chưa hết, tội nhân còn bị lửa bên ngoài thiêu đốt. Họ không thể chịu nổi nên cất tiếng kêu la thảm thiết, chết rồi sống lại, họ chạy đến chỗ khác, lại bị độc xà có những chiếc răng bén nhọn quấn, cắn, ăn thịt. Thọ khổ như thế trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm khi tội báo trong địa ngục này đã mãn, tội nhân bị sinh vào loài ngạo quỷ vô lượng trong nghìn đời. Khi tội báo trong loài ngạo quỷ hết, đều sinh làm người, nhưng bị khổ báo bị người khác giết, trải qua 500 đời làm người hoàng môn. 7.4 Vũ Sa Hỏa xứ Địa Ngục Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền, là những kẻ ác hạnh phạm tịnh hạnh với Sajini. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này. Địa ngục này lớn đến 500 do tuần, khắp ngục toàn là lửa dữ thiêu đốt, toàn các nóng bằng kim cương. Cho nên tự nhiên vào ngục này chẳng khác gì người bị chìm xuống nước nhưng chìm rồi lại nổi. Khi vừa nổi lên thì bị dao có ba gốc rất nóng chém chặt. Tự nhiên chết rồi sống lại thọ khổ như trước, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Bao giờ tội báo trong địa ngục này mãn, thì sinh vào loài ngạo quỷ súc sinh, trải qua vô lượng trăm nghìn đời, ăn nuốt lẫn nhau. Một ngàn đời bị người khác giết hại. Khi tội báo trong loài ngạo quỷ súc sinh hết, được làm người nhưng bị khổ báo nghèo cung hạ tiện, thân nhiều tật bệnh, lời nói không ai tin, làm thân bất nam. 7.5 Tội nhiệt phi xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những kẻ ác, phạm tịnh hạnh với Phật tử ưu bà di, nghiêm trì năm giới cấm, lại cho rằng ô phạm với họ thì không có tội gì thậm chí phá giới cũng không bị đọa, không tin nhân quả, làm những việc bất thiện. Do ác nghiệp đó, sau khi chết, bị đọa vào địa ngục này. Trong địa ngục có năm ngọn núi lửa. Phổ thiêu, cực thâm vô để, ám hỏa tục xúc, cát triệt, nghiệp chướng. Bề rộng ngục này đến năm ngàn do tuần tụi nhân trông thấy xa xa trên đỉnh năm ngọn núi là những ao nước trong mát trong ao rất nhiều hoa u bát la đua nở vì thế họ cùng nhau chạy đến để tắm cho mát cũng do ác nghiệp lúc họ chạy thì có ngọn gió cực mạnh thổi thân hình họ chỉ trong phút chốc đã lên đến đỉnh năm ngọn núi lửa kia tức khắc tụi nhân bị lửa thiêu đốt tan nát họ chết rồi sống lại thấy phía trước có một ngọn núi cây cối xanh tươi nên cùng nhau chạy đến tìm người cứu giúp nhưng khi đến nơi thì ngục tốt dùng tên sắt bắn vào thân họ rượt họ chạy vào hang núi trong đó toàn là lửa dữ thân hình tội nhân bị thiêu đốt tàn nát bị khổ hình như thế chưa đủ tội nhân còn bị một thứ gió nóng thổi vào địa ngục nên bị thiêu đốt mà chết. Chết rồi sống lại, chạy đến nơi khác lại bị ngục tốt bắt đem bỏ vào trong hang núi chém chặt, hoặc dùng cưa sắt cưa thân thể, tội nhân quá đau đớn nên cất tiếng kêu la thảm thiết. Họ cứ chết đi sống lại, tiếp tục thọ khổ, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi nào tội báo trong địa ngục này hết, thì sinh vào trong hai đường ngạo quỷ và súc sinh. Trải qua trăm nghìn đời, bị lửa đói khát thiêu đốt, lại ăn nuốt lẫn nhau. Khi thoát khỏi hai đường ngạo quỷ và súc sinh, được làm người nhưng bị quả báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều tật bệnh, các căn không đầy đủ. 7.6 tra 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 tê xứ địa ngục. Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những người ác hạnh, phạm giới với những phụ nữ nghiêm trì giới cấm, thực hành chánh hạnh, hoặc phạm giới với chị em gái ruột, hoặc trong dòng họ hàng thân thích, đồng môn, hay những phụ nữ mà họ biết rõ là có quan hệ vợ chồng, bà con với thiện tri thức của họ dụ dỗ những người đó để làm chuyện tà dâm do ác nghiệp đó sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này khi vào địa ngục tội nhân bị ác phong thổi các phần thân thể đều bị nứt nẻ nát ra như đám lông dê nhưng sau đó sống lại bị ác phong thổi nữa thân thể lại tan nát vương vãi khắp mười phương lại bị gió đao chém chặt họ chết rồi sống lại tiếp thọ khổ như trước trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm khi vừa sống lại bị các thứ chuột giữ thân chúng cứng như kim cương cắn xé thịt tội nhân mà ăn bị chuột cắn xé quá đau đớn tội nhân cất tiếng kêu gào thảm thiết thọ khổ như thế trải qua khoảng thời gian không thể tính đếm được vừa thoát khỏi nạn chuột cắn xé tội nhân bị một thứ trùng đen chui vào thân cắn mút, tội nhân bị khổ sợ không sao tả xiết, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm, khi nào tội báo trong địa ngục này mãn thì sinh vào loài ngạ quỷ, trải qua trăm nghìn đời tự ăn thịt của mình, thoát khỏi thân ngạ quỷ lại sinh vào loài súc sinh, phải làm loài heo nái, khi sinh heo con ra thì lại ăn thịt con khi thoát khỏi thân súc sinh được làm người thì cơ quan sinh dục bị ác bệnh phải tự cắt bỏ vợ nhà bị người ngoài hãm hiếp hoặc ngoại tình với kẻ khác đó là do quả báo xâm phạm vợ con của người trong kiếp quá khứ nên kiếp hiện tại bị quả báo bất thiện như vậy 7.7 phổ thọ nhất thiết tư sinh khổ não xứ địa ngục tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền làm những vị tỳ kheo có tâm tham nhiễm phục trụ cho vợ con gái của người ngoài làm cho họ bị say rồi hãm hiếp hoặc dùng tiền bạc dụ dỗ rồi hành dâm với họ do ác nghiệp đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này vào ngục tội nhân bị ngục tốt dùng dao bén lột da nhưng không phạm vào thịt khi lột hết da thì liền lành ngay lại tội nhân bị ngục tốt đặt lên chỗ đất nóng dùng lửa thiêu đốt họ chết rồi sống lại khi vừa sống lại ngục tốt múc nước đồng sôi trong vạt sắt tưới lên thân tội nhân tội nhân chết đi sống lại tiếp tục thọ khổ như trước trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm nếu thoát khỏi địa ngục được làm người bị sinh vào miền duyên hải bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều bệnh tật, các căn không đầy đủ, chỉ có một chân, một tay và một mắt, thân hình lại lùn thấp, xấu xí, bị quả báo chết yểu. 7.8 Bệ Đa -la Ni ác thiêu ác phiêu xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền làm những tà hạnh, đốt hương khấn vái xin cưới được vợ người vợ không tội lỗi chi nhưng người chồng sau đó sinh tâm nhàm chán vu khống tội cho vợ rồi hành hạ bạo dâm với vợ do ác nghiệp đó sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này trong ngục có một con sông rất lớn tên là bệ dalani nước chảy rất mạnh tội nhân xuống đó chịu vô lượng thống khổ dưới sông thật tối tăm ngục tốt dùng trượng sắt đao sắt đánh đập chém chặt rồi lại thiêu đốt thân thể họ tội nhân thường bị những trận mưa sắt gậy sắt đao sắt đánh chém thân hình tan nát quá đau đớn tội nhân cất tiếng kêu gào thảm thiết trong chạy khắp nơi khi họ tháo chạy bờ sông bị lở tất cả bị trượt chân té xuống nước trở lại Lúc bấy giờ nước sông biến thành lửa dữ thiêu đốt thân hình họ, ngoài ra, dưới sông lại có nhiều thứ trắng độc, răng chúng vô cùng bén nhọn, cắn xé thân thể tội nhân tan nát thành tro bụi. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi thoát khỏi địa ngục này, nếu được làm người thì bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện suốt đời sầu thảm khổ đau, các căn không đầy đủ. Sinh vào chốn biên địa hay trong núi non, quanh năm băng tuyết phủ, thân hình xấu xí, mặt mày như thảo mã, chỉ ăn trễ cây hoặc trái cây trong rừng mà sống, suốt kiếp không bao giờ được ăn cơm gạo. 7.9 Vô dáng ám xứ địa ngục tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền thuê mướn các mụ tú bà dụ dỗ những phụ nữ tu theo thiện pháp khiến họ thối thất đạo pháp do ác nghiệp đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này vào ngục tội nhân bị một thứ trùng trong bồn đất mỏ chúng cứng như kim cương cắn xé thịt họ mà ăn khi bị cắn tội nhân đau đớn quá nên trông chạy khắp nơi chết đi sống lại. Khi vừa sống lại, liền bị lửa thiêu đốt thân thể tan nát. Chịu khổ như thế trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi tội báo trong ngục này đã mãn, thì được làm người, nhưng sinh vào nhà dâm nữ, làm tôi tớ cho họ. Nhàn sắc xấu xí, tay chân bị nứt nẻ, thường phải gánh nước. Đó là do quả báo tàn dư của ác nghiệp đời trước. 7.10 Khổ mạng xứ địa ngục Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những phụ nữ dâm ác. Trường hợp có một vị tỳ kheo nghiêm trì giới cấm, thực hành chánh hạnh, không hề vi phạm giới luật trong Phật Pháp. Nhưng không may, vị tỳ kheo đó phạm quốc sự, sợ hãi, phải trốn lánh vào nhà thí chủ. Rủi thay, nhà thí chủ này lại là nhà của một dâm phụ. Lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng của vị tỳ kheo, ả liền hâm dọ, uy hiếp, bắt thầy phải chịu ý, hành dâm với ả. Ả còn nói với vị tỳ kheo rằng, Thầy cùng tôi hành lạc, nếu không thuận theo ý tôi, tôi sẽ tố cáo với vua, hoặc nói với chồng tôi là ngài xâm phạm tiết hạnh của tôi. Nếu thầy ưng thuận, cùng hành lạc với tôi tôi sẽ cúng dường tất cả y phục thức ăn uống hảo hạng cho thầy chúng ta cùng hoang lạc rất vui thú không có ai hay biết tôi sẽ nói với mọi người thầy là người hảo hạnh trì giới nghiêm túc đệ nhất thầy sẽ có nhiều ngoại cụ y phục thuốc men đầy đủ đàn việt có thể lãnh thọ sự giáo huấn của thầy mọi sự nhất nhất đều theo ý muốn của thầy người phụ nữ dâm ác kia dùng mọi cách dụ dỗ vị tỳ kheo trì giới làm cho vị ấy mất tự chủ và phá giới thối thất chánh đạo sau khi màn chung bà ta bị đọa vào địa ngục này bị ngục tốt dùng bàn chải sắc bén chà xác hết da thịt trên thân chỉ còn trở lại bộ xương trắng nhưng do ác nghiệp chiêu cảm thịt da bà ta hoang lại như cũ tiếp tục bị hành hình như trước. Tội nhân chết đi sống lại, bị lửa dữ thiêu đốt ra trò bụi. Tội nhân quá đau đớn, cất tiếng kêu cao thảm thiết, rong chạy các nơi. Do sức ác nghiệp kiếp trước, tội nhân nhìn thấy vị tỳ kheo mình thương yêu trước kia đến bên thăm hỏi. Ý niệm dâm dục của tội nhân lại phát sinh nên vội chạy đến gần. Vì ái nghiệp khó bỏ, nên dục tâm kích động, tội nhân ôm chầm lấy vị tỳ kheo. Ngay lúc đó, hình ảnh vị tỳ kheo đột nhiên biến mất, còn lại chỉ là một cái bồn trực lửa, tội nhân té vào đó, bị lửa dữ thiêu đốt tan xác. Nhưng tội nhân bị cho sống lại, tiếp tục thọ hình như trước. Thọ khổ như vậy trải qua trăm nghìn muôn ức năm, khi nào tội báo trong địa ngục mãn, thì thác sinh vào loài súc sinh 500 đời. Khi tội báo trong loài súc sinh mãn, dù được làm người nhưng bị quả báo sinh làm phụ nữ hạ tiện, thường làm nghề đổ phân, nghèo cùng khốn khổ, thân hình xấu xí, tài chân nứt nẻ, sắc môi đen sạm, cô độc, phải đi ăn xin, quần áo tơi tả nhờ nhớp, thường bị bọn trẻ nhỏ đánh đập, suốt đời đói khổ đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp đời trước. 7.11 Vũ lũ mạng đậu tẩu chi xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là người tà hạnh xâm phạm tỳ kheo ni nghiêm trì cấm giới hoặc gặp lúc loạn lạc quan binh giặc cướp hung hãn cưỡng hiếp người tình hạnh do ác nghiệp đó sau khi xả thân đọa vào địa ngục này vào trong ngục tội nhân bị đau luân sắc bén và cứng như kim cương quay loang loáng chém chặt thân thể tàn nát tội nhân còn bị ngục tốt dùng lưới sắt quấn thân rồi dùng dao nhọn đâm tới tấp vào thân họ tội nhân chết rồi sống lại bị ngục tốt dùng tên sắt lửa bắn vào thân Họ quá đau đớn nên cất tiếng kêu gào thảm thiết, trông chạy khắp nơi. Đến đâu cũng bị những đống lửa than thiêu đốt. Sự sống trong ngục vô cùng cô độc, không ai làm bạn lữ. Tội nhân trông thấy phía xa, bên ngoài cửa thành của địa ngục có ánh sáng, vội chạy đến. Khi đến nơi thì ánh sáng tắt phục, lúc đó những loài đại mạng xà cực độc phóng tới, nuốt chửng thân hình tội nhân vào bụng. Những nỗi thống khổ như vậy trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Nếu thoát ra khỏi bụng mãng xà thì bị ngục tốt dùng dao bén chặt thân thể như chặt cá. Tội nhân chết đi sống lại, thọ khổ như vậy trải qua trăm nghìn muôn ức năm. Khi nào tội báo trong địa ngục này mãn thì sinh vào hai đường ngạo quỷ và súc sinh trải qua 500 đời. Khi tội báo trong loài ngạ quỷ và súc sinh đã hết, thì đầu thai làm người, nhưng bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều tật bệnh, nhiều ghẻ chóc, hình dáng thật xấu xí. Đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp kiếp trước. 7.12 Phát quý ô xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc xin tiền là những kẻ tà dâm mượn rượu để làm việc dâm dục với chị em gái của mình do ác nghiệp đó sau khi chết đọa vào địa ngục này vào trong ngục tội nhân bị ngục tốt bắt bỏ vào trong một cái lò bằng đồng ngùng ngục lửa thiêu đốt họ chết rồi sống lại tiếp tục bị bỏ vào lò nung nấu trải qua trăm nghìn muôn ức năm khi thoát khỏi lò lửa này tội nhân bị ngục tốt đem để lên một cái thớt sắt đoạn dùng chày sắt đập đến chết chết rồi sống lại tiếp tục thọ khổ như trước trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm mỗi khi sống lại ngục tốt đem bỏ vào một cái trống mỗi khi đánh vang ra những tiếng thật ghê rợn tội nhân nghe tiếng trống lập tức tim gan mật bị vỡ nát cứ thế chết đi sống lại tội nhân phải chịu hình phạt khủng khiếp như thế, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi quả báo trong địa ngục này đã mãn, thì sinh vào loài súc sinh sáu trăm đời, luôn bị khổ não. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, dù được làm người, nhưng nội tâm thường bị kinh sợ giống như các loài hưu nai trong rừng núi. Họ thường bị đe dọa bởi nạn quan binh trói cột, nhốt vào lao ngục lại bị quả báo chết yểu. 7.13 Bi khổ hậu xứ địa ngục Tụ nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những hạng tà dâm do thấy hàng ngoại đạo làm phép tà kiến trong trai hội nên hành dâm với chị, em gái, ruột thịt của mình. Theo bà Lam Môn, nếu người nữ thương nhớ người nam, mà người nam không lấy người nữ đó thì mắc đại tội. Bọn bà Lâm Môn cho là như vậy. Nếu ai không làm theo, tức là phá pháp của họ và bị kết tội. Vì nghe theo tà giáo, làm tà hạnh những người đó sau khi chết, đọa vào địa ngục này. Vào trong ngục, họ bị ngục tốt dùng chày sắt nóng đánh đập toàn thân tan nát như gạo. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục thọ khổ như trước trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm, khi thoát khỏi chỗ này chạy đến chỗ khác lại bị ngục tốt đem đệ trên chỗ đất bằng sắt, bị lửa dữ thiêu đốt, tội nhân quá đau đớn nên cất tiếng kêu gào thảm thiết. Sau đó, họ nhìn thấy trước mặt có một khu rừng lớn xanh mát, yên tĩnh, có tiếng chim muông ca hót rất vui tai, lại thêm có những ao nước trong mát. Tội nhân do vọng tưởng nên nhìn thấy những cảnh ấy, họ vội vàng chạy đến. Nhưng khi đến nơi thì tất cả chỉ là một con rồng nghìn đầu cực lớn, đôi mắt nó đỏ ngầu, phun hơi độc dữ dội. Khắp nơi đều là tội nhân trong địa ngục, bị độc lông dùng miệng lửa cắn xé ăn thịt. Tội nhân chết rồi sống lại, tiếp tục bị độc lông ăn thịt. Thọ khổ như thế, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi thoát khỏi nạn bị độc lòng ăn thịt, tội nhân chạy đến một ao nước tối đen, trong đó toàn là lửa. Họ bị lửa thiêu đốt, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi thoát khỏi địa ngục, thì đọa vào hai đường ngạo quỷ và súc sinh bảy trăm đời. Khi tội báo trong đường ngạo quỷ và súc sinh đã mãn, dù được làm người, nhưng bị quả báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều bệnh tật, phải làm tôi tớ cho người hoặc phải đi về những miền quê nghèo hẻo lánh để ăn xin. Thân hình lùn thấp lại xấu xí. Đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp đời trước. 7.14 Đại bi xứ địa ngục. Tự nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là người tà hạnh hành dâm cả đến mẹ của thầy mình do ác nghiệp đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này tội nhân vào ngục bị bắt nằm trên một chiếc giường sắt nóng có dao bén chém chặt thân thể loại dao đó rất nhiều như răng cối xây đá thân thể tội nhân bị nát nhừ ra từ da thịt bên ngoài vào đến tận xương tủy bị hành hình quá đau đớn như thế nên tội nhân cất tiếng kêu la thảm thiết nghe những âm thanh thống khổ đó tội nhân ở các ngục khác cũng bị vỡ nát tim gan tình trạng chết rồi sống lại cứ tiếp tục và tội nhân cứ bị khổ hình trải qua vô lượng trăm nghìn môn ức năm khi nào tội báo trong địa ngục đã hết thì sinh vào hai đường ngạo quỷ và súc sinh sáu ngàn lần chuyển thế khi thoát khỏi quả báo trong loài ngạo quỷ và súc sinh. Dù được làm người, nhưng bị quả báo chết trong thai mẹ, hoặc vừa mới sinh ra điền chết, hoặc chết lúc mới 2-3 tuổi, các căn không đầy đủ. 7.15 Vô bi ám xứ địa ngục Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những kẻ tà hạnh hành dâm đến cả con dâu của mình hoặc với mẹ của thầy mình do ác nghiệp đó sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này vào ngục tội nhân bị ngục tốt đem để trên tấm sắt nóng thiêu đốt thân hình tội nhân bị lăn qua trở lại như nướng cá toàn thể tội nhân trong ngục đều bị thiêu đốt nung nấu như nấu thịt nhưng do sức ác nghiệp, họ chết rồi sống lại, bị ngục tốt dùng dùi sắt đánh đập thân thể tan nát, chẳng khác gì bột trộn với mật, không thể phân biệt. Thọ khổ như vậy trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi tội báo trong ngục này mãn, thì sinh vào trong hai đường ngạo quỷ và súc sinh. Chín trăm đời chịu vô lượng khổ não. Khi tội báo trong hai loài này mãn, thì sinh làm người nhưng bị khổ báo nghèo cùng hạ tiện, thân nhiều bệnh tật, hoặc sinh vào những nước hung ác, thường bị kẻ oan gia phá hoại, hoặc sinh vào làm dân mang di mọi trợ ở mé biển, là một hạng người thật hèn nhát. Lại bị quả báo chích yểu, đó là quả báo tàn dư của ác nghiệp đời trước. 7.16 một chuyện xứ địa ngục, tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền là những kẻ tà ác, những khi bị bệnh khổ hay gặp lúc gian nguy được người cứu giúp, sau khi qua khỏi cơn hoạn nạn đã không báo ơn lại còn làm việc gian dâm với vợ con người, do ác nghiệp đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục này, vào trong ngục tội nhân bị ném xuống một con sông tên là đại kiếu hoáng khi vào trong đó thân hình tội nhân bị nước bạch lạp sôi nung nấu bên cạnh phô lượng trăm nghìn tội nhân khác bọn họ bị nung nấu trong sông kẻ trồi lên người ngụp xuống chìm nổi đè ép lẫn nhau thọ khổ như thế trải qua phô lượng trăm nghìn muôn ức năm lại còn bị loại cá ma kiệt to lớn ăn nuốt bị cá nuốt chết, tội nhân sau đó sống lại, tiếp tục thọ khổ vô lượng trăm nghìn muôn ức năm, không thể tính đếm. Khi tội báo trong địa ngục này mãn, thì sinh vào hai đường ngạo quỷ và súc sinh năm trăm đời. Khi tội báo trong hai loài này đã mãn, thì sinh làm người, nhưng lại bị bà con, anh em chán ghét, giới phụ nữ trông thấy đều khinh dễ vì thế trải qua 500 đời không thể hành dục. 8. A Tỳ Đại Địa Ngục Tên ngục này Trung Hoa dịch là vô gián địa ngục. Sự thống khổ kê sợ trong đại địa ngục này so với bảy đại địa ngục trước hơn gấp một nghìn lần. Những tội nhân vào địa ngục vô gián này do lúc sinh tiền phạm tội ngũ nghịch, thập ác, giết cha, giết mẹ, Giết thánh A-La-Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Do ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, đọa vào a tỳ đại địa ngục này. Thọ mạng của tội nhân trong địa ngục này trên dưới một trụ kiếp. Những nghiệp ác đã tạo như thế đều do tâm phương và tâm sợ phát khởi. Tâm tự tại, tâm hòa hiệp, tâm tùy thuận theo việc ác mà gây nên lại có sáu thứ kiết sử sai khiến trói buộc chúng sinh nếu chúng sinh nào tâm tịch tịnh thì được giải thoát sinh tử nếu chúng sinh nào tâm tạo ác nghiệp lẽ đương nhiên sẽ phải chịu những điều khổ não những tội nhân lúc sinh tiền nếu người nào tạo đủ cả năm tội nghịch thì khi đọa vào địa ngục vô dáng này thân hình họ trở nên thật to lớn bề cao bề ngang đến 500 do tuần. Nếu lúc sinh tiền tạo bốn tội nghịch, thì khi chết đọa vào địa ngục vô gián này, thân hình họ bề cao và ngang đến 400 do tuần. Nếu lúc sinh tiền tạo ba tội nghịch, thì khi chết đọa vào địa ngục vô gián này, thân hình biến thành cao lớn 300 do tuần. Nếu lúc sinh tiền tạo hai tội nghịch, thì khi chết đọa vào địa ngục vô dáng này, thân hình biến thành cao lớn 200 do tuần. Nếu lúc sinh tiền chỉ tạo một tội nghịch, thì khi chết đọa vào địa ngục này, thân hình biến thành cao lớn 100 do tuần. Những tội nhân vào địa ngục vô dáng này, trước khi chết đã hiện ra năm tướng trạng của địa ngục. Vì thế sắc mặt của người sắp chết trông rất dễ sợ, chẳng khác nào cây bị thiêu đốt. Nếu tạo nghiệp cực ác thì bị giảm tuổi thọ, tâm không tự tại, thân lưu xuất những đồ ô uế, y phục dơ bẩn, mồ hôi có mùi rất nặng, thân thể nhiều bệnh hoạn. Trước khi lâm chung, thường trông thấy những cảnh giới ghê sợ, tâm thường hốt hoảng. Cho nên, thường những người sắp chết hay chảy nước mắt, than khóc tay họ thường quờ quạng trên hư không hay đại tiểu tiện trên giường đôi mắt lõm sâu vào miệng luôn há ra thân tứ đại chịu đủ mọi nỗi đau đớn không sao tả xiết khi tội nhân đã chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián này lúc sắp đến còn cách địa ngục độ hai muôn năm nghìn do tuần họ đã nghe tiếng than khóc trên la thê thảm của vô số tội nhân trong đó khiến lòng họ vô cùng khiếp đảm. Khi đọa vào địa ngục, tội nhân lãnh thọ đủ cả hai thứ khí lạnh và nóng, khi thì lạnh buốt như băng giá, những trận hàng phong thổi đến rét như dao cắt, lúc lại bị làn khí cực kỳ nóng bức bao bọc, chẳng khác gì đang ở trong thời kỳ kiếp tận, bị bảy mặt trời đồng thời thiêu đốt đôi khi sức nóng đó còn cao hơn bức nhiệt của bảy mặt trời gấp nghìn lần tội nhân trong địa ngục này bị rất nhiều tràn lửa thiêu đốt từ đầu đến chân nhưng do sức ác nghiệp chiêu cảm họ chết xong liền sống lại lúc bấy giờ có những thứ chim mỏ lửa lông lửa bay đến mổ đầu tội nhân để hút tủy não có loại chuyên mổ kéo lưỡi tội nhân ra để ăn có loại mổ răng, loại mổ ít hầu, có loại mổ banh cơ thể tội nhân để ăn tỳ vị, ruột non, ruột già, xương sống, gân mạch, vân vân. Có loại chuyên mổ từng lỗ chân lông của tội nhân, có loại rỉa sâu tới tận những ống xương, có loại chim ăn da thịt, ăn móng tay, mọc chân, ăn mỡ, tủy. Có loại chim nhổ bức tóc, không thể kể hết những loại chim muôn trong A Tỳ địa ngục. Tội nhân chịu thống khổ như vậy, trải qua vô lượng kiếp, không tính đếm được. Thêm vào đó, họ còn bị lửa dữ thiêu đốt, bị té từ trên gợp núi cao, bị nước đồng sôi nung nấu, đào quay chém chặt. Bánh xe lửa lăn cán thân thể tàn nát. Bọn ngục tốt dùng dùi sắt, câu sắt, chùy sắt, đánh đập tội nhân không ngớt tội nhân còn bị những con thú hung tợn như giả can sư tử beo cọp sói vân vân vô cắn ăn thịt những nỗi thống khổ như thế kéo dài vô lượng trăm nghìn năm không thể dùng ngôn từ diễn tả cho cùng tận do sức chiêu cảm của ác nghiệp tội nhân trong địa ngục này trông thấy những người họ yêu thương nên chạy đến ôm hồn lập tức toàn thân thể họ bị lửa dữ thiêu đốt tan nát. Lại do tội phộng ngữ, nên bị ngục tốt dùng nghìn chiếc cày sắt, cày lên lưỡi, sau đó cắt lưỡi họ ra cho chó ăn. Đó là do nghiệp ác của miệng mà thọ lãnh những hình phạt kinh khiếp như vậy. Ngoài ra, trong lúc đói khát, tội nhân phải ăn hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi khi nuốt vào thì từ yết hầu cho đến lục phủ ngũ tạng đều bị tiêu tan hết những nỗi khổ như vậy diễn ra vô lượng trăm nghìn muôn ước năm do sức ác nghiệp đã tạo trước kia tâm tham dục của tội nhân vẫn chưa hết nên họ vẫn mong mỏi có được nhiều thứ thọ dụng khi mong ước như thế chẳng những không được một thứ nào trái lại tay chân thân thể họ đều bị lửa thiêu đốt đao kiếm chém chặt tàn nát. Ngoài ra, họ còn bị những ác thú thân sắc chạy đến cắn ăn, những trận mưa đao kiếm gông cùm, mưa đá kim cương, mưa đá tuôn xuống giết hại. Những nỗi thống khổ như thế không ngừng tiếp diễn, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm, trên dưới một trụ kiếp. Bao giờ ác nghiệp trong địa ngục này mãn thì mới mong thoát khỏi khi vừa ra khỏi địa ngục này lại thác sinh vào loài ngạ quỷ. Cổ của loài ngạo quỷ nhỏ như cây kim, bụng lớn như quả núi. Chúng ở trong gợp núi, luôn bị sức nóng của những cơn đói khác thiêu đốt, nên thân hình của họ giống như rừng cây bị đốt trụi. Kiếp ngạ quỷ kéo dài cả 200.000 đời. Khi tội báo trong đường ngạo quỷ đã mãn, chúng bị sinh vào loài súc sinh, trải qua hai ngàn đời làm thân trùng trong phẫn xú uế tranh ăn giết hại lẫn nhau khi thoát khỏi quả báo súc sinh nếu được làm người thì trải qua năm trăm đời phải chết trong thai mẹ trải qua năm trăm đời vừa sinh ra đã chết trải qua năm trăm đời khi sinh ra vài ba ngày đã chết nếu được làm người không bị chết yểu như trên thì bị quả báo nghèo cùng thân thường tật bệnh, thọ nhiều khổ não. Đó là những ác báo tàn dư của tội nhân. Ngoài địa ngục vô gián, lại còn có 16 địa ngục chi nhánh chung quanh bốn cửa thành như sau. 8.1 Ô khẩu xứ địa ngục Địa ngục miệng quả Tội nhân đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền có những hành động theo tà kiến như giết hại thánh a la hán ác tâm làm thân phật chảy máu chính mình làm hay xúi dục người hành động do đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục chi nhánh thứ nhất của đại địa ngục vô gián này tội nhân vào trong địa ngục này chịu khổ hơn gấp nghìn lần so với bảy đại địa ngục kể trên họ bị ngục tốt banh miệng ra như banh miệng quạ, sau đó lôi người tội đến con sông Hắc Khôi, sông Trò Đen. Dưới sông toàn là nước tro sôi đen cuồn cuộn tuôn chảy, ngục tốt xô tội nhân xuống sông, lập tức nước tro nóng tuôn vào miệng bụng tội nhân rồi chảy ra ngoài. Toàn thân họ từ môi, răng, yết hầu cho đến ruột, tim, gan, phổi vân vân đều bị đốt cháy, sự thống khổ đó trải qua vô lượng trong nghìn triệu năm, không thể tính kể. Khi nào tội báo trong địa ngục này mãn, thì sinh vào loài ngạo quỷ suốt một ngàn đời. Khi thoát khỏi thân ngạo quỷ, thì sinh làm súc sinh như voi, trâu, hổ, lan, chó, beo, rắn độc và các thứ côn trùng như thằng lằn, dung đất, mũi mồng, vân vân. Khi được làm người thì sinh vào trong nhà đồ tể, trong 200 đời bị chết trong bụng mẹ. Hoặc nếu được sinh ra thì chết ngay sau đó. Có khi được sống thì chỉ năm ba tuổi rồi cũng yểu vong. 8.2 Nhất thiết hướng địa xứ địa ngục Địa ngục bị giọng đầu xuống đất. Tội nhân bị đọa vào địa ngục này do lúc sinh tiền, sinh tâm dâm dục cưỡng hiếp những vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni đã chứng quả a la hán do ác nghiệp đó sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục này